Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý vị và kính mời quý vị đến với chùa Phước Hải tại thành phố Charlotte, bang North Carolina tham dự lễ Vu Lan. Vì chùa quá nhỏ nên được tổ chức tại hội trường khách sạn Holiday Inn, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Khai mạc lúc 9 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2019. Với ngày lễ Vu Lan, hay còn được gọi là Vu Lan báo hiếu, là dịp để mọi người bày tỏ lòng thành kính báo hiếu với cha mẹ và các bậc sinh thành, ông bà tổ tiên, giúp cho các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà tổ tiên, suy nghĩ về sự giáo dục đầy nhân bản, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ, giây phút tưởng niệm, ban tổ chức nói lên mục đích. Mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại trở về, nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của cha ông, cùng thể hiện tinh thần tri ân và báo ơn. Vị chủ trì chùa Phước Hải, sư cô Minh Nghiêm có đôi lời chào mừng và tuyên bố khai mạc ngày lễ Vu Lan năm 2019. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày Vu Lan, cũng chính là ngày tất cả mọi người chúng ta hướng tâm thành của mình tưởng nhớ đến ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ, của thầy tổ, của Giang Sơn và Tổ quốc. Hình ảnh thật xúc động trong ngày lễ Vu Lan là cài bông hồng lên áo các người mẹ. Bông hồng là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực hoa hồng cao quý là tình cảm đẹp nhất, kính trọng nhất đối với bậc sinh thành. Mang ý nghĩa sâu sắc đó, nhiều người Việt Nam khi đến ngày Vu Lan đều cài một bông hồng trên áo. Để cho chúng con với Phật tử mình biết mình trân trọng cái ngày lễ Vu Lan là ngày lễ của, giống như Việt Nam mình không có ngày lễ của Father Day, Mother Day, nhưng mà ngày này có thể mình tưởng nhớ về ba mẹ mình hiện tiền mình vẫn còn ở quanh ta, hoặc có thể mình để mình nhớ lại ba mẹ mình đã mất đi, nhưng mà lúc nào ba mẹ mình vẫn có trong tim của mình. Cô ước mong điều gì ở trong cái ngày lễ Vu Lan này? Thì con ước mong điều gì bây giờ thì ba con đã mất, thì con chỉ còn mẹ, thì con ước mong mẹ con vẫn khỏe, vẫn ở mãi bên chị con. Hi, my name is Kimberly Nijinkana, and I'm here today at Chùa Phước Hải Temple celebrating Lễ Vu Lan. Basically, Lễ Vu Lan is a holiday celebrating your parents, and you get three choices of flowers. You get a red flower, meaning that you still have both of your parents, a pink flower, meaning you still have one of your parents, and a white flower is if you do not have both of your parents. Ngày lễ Vu Lan, tôi nhớ về thân mẫu cũng như nhạc mẫu, đặc biệt là người vợ của tôi. Chứng kiến cảnh bà mẹ rên xiết đau đớn trước khi sanh, kính gửi đến những người mẹ những cảm xúc của tôi về các bà mẹ. Tình cha với mẹ liền ra, lòng đau như quặn xót xa tuổi già. Cha buồn nước mắt tuôn ra, mẹ đau đứt tuổi cắt da lòng mẹ. Buổi lễ kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Tôi Bùi Văn Bằng tự trình cho đài FPTN tại chùa Phước Hải, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Thanh Trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.